Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Ngày chúc nhật vui vẻ các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 31 tháng 1 2020, Thông Thu đến vườn kiển An Quảng, tọa lạc tại số 21/5 đường Lâm Thị Hố, khu phố 10, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, Năm Thu chỉ làm nếp chia sẻ là không tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi trên An Quảng theo số là 0866293979 các bạn ha. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta bước vào phía bên trong để được anh Quảng chào giá những cái cây kiểng mà anh Quảng muốn giao lưu các bạn ha. Rồi Quảng ơi. Rồi chào Quảng. Vâng, dạ em chào anh Năm. Chuẩn bị còn có mấy ngày nữa là Tết thôi anh ơi. Rồi, còn có 10 ngày nữa thôi. Và để em cũng cảm ơn anh đã tới để lại chia sẻ với anh em trên mọi miền. Thế thì cũng là như là gần hết năm cũ rồi, chuẩn bị bước sang năm mới thì em cũng chúc bác như là mạnh khỏe, thế thì chuẩn bị đón một mùa xuân mới nhá. Rồi, đón xuân đón xuân Tân Sửu ha. Vâng, thế thì em cũng chúc anh em trên mọi miền là ta sẽ có một năm là thật là nhiều hạnh phúc này, thế rồi an khang thịnh vượng này, tiền vào thì rất là nhiều. Thế rồi là ủng hộ vườn em ấy nhá. Rồi, ok. Giờ hôm nay vườn nhà mình có cái gì mới không nào? Dạ em thì cũng cứ gọi là cây thì truyền thống rồi. Cây truyền thống của nhà vườn thì cũng cứ chỉ có mai rồi xíu thủy đấy, rồi mấy bông trăng, rồi cây sung, rồi nói chung là nguyệt quế. Ok. Tùm lum hết. Rồi Quảng vui lòng nhắc là cách thức kinh doanh của vườn nhà mình đi Quảng ơi. Vâng. Thì cái thứ nhất là em là cũng vẫn cứ như là mọi lần thôi anh ơi, em báo giá này em báo giá tại vườn thôi. Đó. Thế để cho anh em bên là gần có cái người xa người gần đó đang mua thì là anh em là cái tiền là ship ấy thì là em không có thể gồm vào được. Cho nên là cũng chỗ xa chỗ gần anh em mua thì là em chỉ báo tại vườn thôi, chứ còn anh em nào mà muốn vào ship ấy thì là cứ liên hệ với em, xong rồi cho địa chỉ thì là em sẽ báo cái tiền ship nữa. Rồi. Chứ còn bây giờ mà cứ bảo gồm vào tất cả ship ấy, thì là giá thành cây nó cao lên quá. Thiệt thòi cho người ở gần phải không? Vâng, thì thiệt thòi cho cái người ở gần chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, tại vườn này tọa lạc thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là anh em thông cảm là cái đó, chứ chưa không phải là em cái này đến khác. Thế như anh em mình là như thế. Thế còn cái kênh, cái cách gọi là kinh doanh thì nó là như thế rồi. Thế mới là anh em là thông cảm. Nên là cho em là cứ chốt cây thì cho em gọi là gửi cho em từ 30-50%. Rồi số tiền làm tin. Vâng, để còn anh em có cái sự cái thứ nhất là để mua gỗ rồi mua các thùng thứ để còn đóng ship anh ạ. Đó, đấy là cái phương thức của em. Thế còn thì có như thế nào thì cứ điện thoại cho em ấy là số điện thoại của em ấy là 0866 29 39 79. Rồi, ok. Thế còn tại vườn của em thì là vườn số nhà là 21/5 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thế đấy là cái cách của nhà vườn mà cũng cách là cây cối của em là như thế. Thế thì giờ này em xin báo là cái cây trang trước đi. Rồi, ok. Ở đây là trang Mỹ Hồng một cốt. Vâng, đây là cây trang Mỹ Hồng này. Đấy, em đo cái hệ của nó là cái gốc của nó là được 12 anh ạ. Đây này nó đó là cái gốc này được 12 này. Đó. Chiều cao của nó là được 81. Thế còn ấy là 89 anh ạ, rộng. Thế thì cây trang này là em báo giá là cây số 1 đi. Là cây trang này là có giá 1,7 triệu. Là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Cây số 1 giá 1,7 triệu. Các bạn lưu ý là giá báo tại vườn, chưa có ship. Báo giá tại vườn. Và những cây trang đợt này là em báo cáo anh là em sẽ cất
cây thế nào thì em giao thế luôn đi nhá, cả chậu cả cây luôn đó. Chuyển viên cụm để tránh làm cây mất sức ha. Vâng, đang tránh cho bởi vì cái cây này là chúng em cũng vào mới được gần 2 tháng này thôi. Nó chưa được bó bầu lắm. Nó chưa thuần chậu ha. Vâng, nó chưa có đây là em có sức. Nói trước. Rễ nó chưa có đăng kính vô thành chậu. Vâng. Mà chuyển đi thì nó dễ bị bể chà bể bọc. Thì là em sẽ cố gắng đóng làm sao cho nó thật phù hợp để cho anh em. Rồi ok, tiếp tục chúng ta chào giá cây số 2 đi. Rồi, cây số 2 đi. Cái này hả? Ờ, cây đó. Cây mai chú thủy nuôi mặt khỉ nè các bạn. Nuôi mặt khỉ. Rồi, cây số 2. Rồi. Số 2, trang Mỹ Hồng. Vâng. Một cốt. À, là một cốt á. Cái cây này là nó được 11 anh ơi. Đấy. Chiều rộng của nó là được đi 82. Chiều cao của nó là 90. Đấy. À, cây này là em báo giá mà anh em là 1,7 triệu. 1,7 triệu cũng là 1,7 triệu. 7. Vâng. Rồi ok. Cái này là đi theo cặp thì là tuyệt vời. Thì một cặp 2 cây ha. À. Ừ. Số 2 nè. Ừ. Rồi, con cho cây sung luôn. Ừ. Cây số 3. À. Quán xe cái mặt tiền hướng kính cái này, cây khế. Dạ. Cây hướng này. À, ok, xem tí nữa. À, để cho các bạn chiêm ngưỡng ha. Rồi ok. Đó, quá đẹp luôn, cây khế đẹp quá đẹp nhưng mà chưa chào giá ha. Giờ dạ. Tiếp tục chào giá là cây sung mang mã số 3. Vâng, cây số 3 này là cây sung ạ. Cây sung này là vành 40 ạ. Chiều cao là 68 ạ. Chiều rộng là 62 ạ. Thế là cây này là em báo giá là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu. 1,5 triệu. À. Cây số 3. Cây số 3 này. Rồi, ok. Cái Tết mua cây sung cho già cho nó sung sức chút ha. Cho nó sung sung. Cây là cây số 4 này. Đầu năm cho nó sung sung ha, sung sướng chút. Cây này là về là các anh chỉ một thời gian ngắn nữa là nó đầy trái luôn nhìn. Cái hoành của cây này là được 42 anh ạ. Cái chiều rộng của nó là 55. Chiều cao được 60. Đấy. Cái này là em báo giá là có 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu. 1,5 triệu, cây số 4. Đó, ra đi. Cái số 5 là cây bông trang vàng. Vâng, em lại có cây trang vàng đây. Trang vàng. Đấy. Cái cốt này em đo cái cốt này đi cả cái bệ, cái bệ đế đằng này đi. Cái đấy cụm ha. Cái này là được đi 30 anh ạ. Cái này là Tết là quá trời bông luôn đấy anh ơi. Cái này là 113. Chiều cao của nó là 55. Đây này anh này, nó quá trời nút luôn đây này. Rất là nhiều lụ này, cái này là chơi từ giờ đến Tết ra riêng cái nào. Quá trời là lụ luôn. À. Cây này là có giá là 1,8 triệu anh ạ. Cây số 5 giá 1,8 triệu. Rồi, cho xuống luôn đằng ấy đi. Rồi, xin mời tiếp tục. Đúng rồi bác. Cây số 6, trang vàng một cốt. Lại trang vàng luôn. Đây là một cốt các bạn ha.
Cây này là hoành 14 ạ. Chiều cao là 79 ạ. Tàn rộng của nó là 95 ạ. Đó. Này cây này là cây cây số 6. 6 ạ. Cũng có giá là 1.800.000 ạ. Cây nó quá trời là nút bây giờ cái này là Tết là đúng đạt tiêu chuẩn Tết cái này anh này. Bột rêu mấy đây? Là 1.800.000 ạ. 1.800.000 đang cái nhú nụ không? Mà nó đang nhú bông nhú lù rất là nhiều anh ạ. Nhú nụ đâu? Là 1.800.000 này. Quá trời đây, đây là các bạn thấy cái vụ núi núi như vậy đây. Cái vụ nhỏ vậy là vừa Tết rồi ha. Đây là quá trời luôn nè. Đủ loại hết trơn ha. Đủ kích cỡ nè các bạn thấy không? Đây đủ kích cỡ mấy cái núi nhỏ nhỏ như thế này đây. Rất là nhiều luôn. Rồi, cho đi đi. Cây số 6. Cây đó giá bao nhiêu đấy? 1.800.000. Rồi, cây số mấy đây? Cây số 7. Bắt đầu em lại đến cây truyền thống đây, là mai chưa thủy cả. Mà chưa thủy, lá lớn da đen, nuôi da đen. Đúng rồi. Cái đế này là 100 anh ơi. Cái thân heo này là 36. Chiều cao 73. Tàn rộng là 77. Đó, cây này là đúng Tết đây này anh ạ. Đó, tất cả các cái nút bông đây này đầy hết đây này. Là bắt đầu bây giờ là đến Tết này là nó ra bông này. Đó, nó trắng một lượt bông luôn đó. Đó, cây này em có giá là 2.800.000 này. 2.800.000. Cây số 7 2.800.000. Số 7 này. 2.800.000 này. Rồi, cây số mấy đây? Cây số 8. Số 8. Cây số 8 rồi, chứ cái này là cây số 9 này. Số mấy? Cây số 8 mét hồi nãy, cây số 8 là cây mai chúa thủy. Cây số 7 là mai chúa thủy, cây số 8. Cây số 7 đi. Cây số 7 là mai chúa thủy. Thư ký chính xác hơn. Còn ông quản nhớ trực giác thôi. Cảm tin thôi. Cái này là cây số 8 đúng không anh? Số 8, tại nó ghi sổ thì nó sẽ nhớ rõ hơn. Cây số 8 này. Ghi sổ thì không bao giờ lầm lẫn được hết. Cây số 8 này. Đấy. Cái bệ đế của nó là được đi 83 anh ơi. Chiều cao của nó là 68. Chiều rộng của nó là 67. Cây số 8 này có giá là 2 triệu. Cây số 8 này có giá là 2.700.000 anh ơi. Cây số 8 2.700.000. 2.700.000 nha các bạn. Cây này 2.700.000. Rồi lên cây này đi. Cây số 9. Lá nhị quý, mai chú thị lá nhị quý. Mai nhị quý. Là cây mai nhị quý này là cây đế là 105. Thân của nó là 34. Cao của nó là 63. Rộng của nó là 85. Cây này là cây cây số 9.
cây số 9. Cây số 9 này có giá là 2 triệu rưỡi anh ạ. Cây số 9 giá 2 triệu rưỡi. Phải không? Không phải 2 triệu rưỡi đâu, hay là 3 triệu rưỡi rồi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Trời trời. Số 9. Rồi, xuất ra đi. 2 triệu rưỡi. Số 9. Cây này mới là cây đẹp anh ơi. Rồi, cây số 10 mà chưa thấy nhiều quý. Cây này là cây số 10. Đó, cây dàn đế mà nó anh thấy đã không? Quá trời ông biện luôn. Cây số 10 bộ đế là 118. Vành eo của nó là 42. Chiều cao của nó là 53. Tàn rộng của nó là 82. Đấy. Cây rất là đẹp. Cây này Tết là nó trắng một lượt bông anh ạ. Nổ quá trời luôn. À, quá trời bông là bông luôn này. Cây số 10 này có giá 3 triệu rưỡi anh ạ. 3 triệu rưỡi cây số 10. À. À. Những 3 cái hàng 10. Cây như thế này, trọng như thế này là anh Nam ơi, là mới này anh em ơi, là mình là chỉ có báo là báo giá là giá tại vườn thôi, nhưng không mà còn những cái chậu này là nếu như mà đi đóng ship ấy, là em phải dỡ chậu ra đó. À, bó bầu không? Vâng, vâng, chậu này dễ bể. Không có đi chậu này đâu. Chậu dễ bể hả? Vâng. Bởi vì cái hàng này sợ nó đi mà xa mà là nó hay bị bể bầu, nó gãy cái tàn cánh này đi, là tay chân này đi, là nó hư cây đi, là nó uổng lắm. Cái chậu mà cái chậu này nó hay bể bục. Anh em phải thông cảm một cái đó nhá. À, cho ra đi. Cây số 11 à, mà chú thị lá lớn da đen, nuôi da đen. Cái hàng này là hàng em làm để chơi Tết mà, cho nên là cái bông nút này là đang sẵn hết rồi, đang có nụ nè. Vâng. Đấy. Cái này về là anh em chơi là Tết là trắng lượt bông luôn này. Còn phải mua nước hoa về ừm lắm. Khỏi mua dầu thơm gì sạch ha. Vâng, đúng rồi. Mua dầu hôi sạch thôi. Mua dầu thơm, mua dầu hôi được rồi. Cái bệ đế của cây này ấy là nó phải rơi vào được 95 anh ơi. Phải 95 không ấy, là không phải đâu. Nó là 92 thôi anh ạ. Cái hoành thân này là 38. Chiều cao này là được 68. Đấy. Cây này là cây số 11. Số 11. À, được chào giá. Được chào giá 2 triệu 6. 2 triệu 6. Nó có cái lỗi này đâm ra nó rẻ đây anh ơi. À. Đó, đây nè. Có cái lỗi cho cái bàn tay của anh Quảng ha. Nó có cái sẹo to đấy chứ không mà không, nó không có thủng đâu. Đó. Nó đang kéo điện rồi đấy, nhưng mà nó có cái sẹo đó cho nên là nó đang gần liền được còn nữa 2 phần thôi. Đấy, không cái này bỏ ra này. Cái này đắt rồi. Ừ. Đó. Rồi, ok. À, xin mời em kế tiếp. Cây số 12. Cây này là cây mai da đen anh ơi. Mày lá lớn da đen, nuôi da đen. Cái này là da đen đây. Có nuôi không? Có nuôi anh ạ. À. Nuôi mà. À, có nuôi mới có tiền không? Vâng. Cái này là cây già lắm anh ạ. Già cỡ ăn quảng không? Quanh đế của nó là 117. 117. Cái thân của nó là được có 30 thôi, 31 thôi. À.
chiều cao từ mặt chậu lên là nó được 47. Cái tàn huyền của nó từ cái tay tàn huyền của nó là từ xuống đó, là nó được 53, từ đỉnh kéo xuống là 63. Toàn bộ thân của đỉnh kéo xuống là đi là toàn bộ hói của nó là được đi 84. Cái cây này nó già mà nó hết sẹo rồi anh. Cho nên là nó giá nó hơi cao. Mà giá nó hơi cao một chút, mà trong khi đó nó lại là hàng mai nu da đen này. Cái cây này là có giá là cây này là có giá 4 triệu. Cây số 12 giá 4 triệu. 1 triệu. 12. Rồi, tiếp tục. Cây số 13. Cây vượt quế. Lá xoắn bông chùm. Vượt quế. Vâng, cây vượt quế. Cái hoành của cây vượt quế này là có cái hành cây vượt quế này có 20 thôi. Chiều cao của cây này là nó có 59. Tàn rộng của nó là 61. Cây này là có giá là cây này số bao nhiêu? Dạ 13. Số 13 này. Số 13 thì lấy 1 triệu 3. 1 triệu 3. Rồi, ok. Rồi, số 14, có bộ gốc rất là đẹp. Cái 14 này đẹp lắm. 14 đẹp, cái đấy đẹp. Cái này bây giờ đo. Đo đây, thôi đo thân đi. Đo eo ha. Đo mã trên eo là đây. 20 anh ơi. Chiều cao này 73. Lá xoắn bông chùm vượt quế. Chiều tàn là 82. Mà cứ đợt quay này là nó lại đúng vào cái đợt quay thì nó lại là đợt hết bông anh ạ. Cây này là giá là 1 triệu rưỡi, số 10 đang có nổ 14 ạ. Đang cũng có nổ là nổ chùm chùm đó. Vâng. Nó lụ đầy lên nhưng mà cứ đến lượt quay là nó lại không có không. Đây 14 giá 1 triệu rưỡi. Nó chỉ có lác đác nở thôi chứ còn nó đầy thế này mà nó lại không có. Đây em lại quay cây ổi anh ạ. Tiếp tục chia sẻ với các bạn. Đây cây ổi găng, ổi còn có tên gọi khác ở miền Nam gọi là ổi xẻ các bạn. Vâng đúng rồi đấy. Cây ổi này trái nó thơm lắm. Cây này dáng rất là đẹp ha. Vâng. Được tạo tạo thế mẹ bồng con hả? Vâng, rồi đúng rồi. Thế cây rất là đẹp cây. Đẹp không? Đẹp thế. Đẹp. Đấy, em đo cái thân em đo cái thân mẹ này là được đi 26. Thân con là có 11. Đấy là cây này là em báo giá với anh em là cây này là có 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Số 10 cây số 15. 15. Là cây này là 5 triệu. Rồi, ok. Xin đây, mời. Em số 16. Cương nổi không đó? Chắc là còn khỏe mà. Cây này là cây mai nó cực kỳ già luôn rồi. Mai lá lớn. Vâng, lá lớn và đen. Nu da đen. Mà đúng bài đúng bản này anh ơi. Cây đúng bài này. Sẹo không còn đáng kể này. Cây này là hoành bệ đế của nó. Bệ đế của nó là 94.
thân của nó 39, chiều cao của nó là 63. Cây này là anh em báo giá cây này cho anh em là để giao lưu với anh em, là cây này là giá 3 triệu. Cây số 16 giá 3 triệu. 16 nè. Rồi, ok, xin mời em ký tiếp. Đổi mặt hàng đi ha. Rồi, tiếp tục là cây số 17. 17. Hôm nay lá lớn da đen, nuôi da đen. Đấy, nhặt cây nhựa nhỏ đấy, nhặt cây nhựa. Cái này là mai siêu tỷ lá lớn này. Nhặt cái điều bonsai đấy, hoành đế 70 người. Thân. Thân 37. Cao 80. Cây này là cây số 17. 17 là có giá 2,8 triệu. Cây số 17 giá 2,8 triệu. Cho cái cây mai nu bò công nhỏ. Đấy. Mấy cây để bàn đấy, mấy cây để bàn nhỏ nhỏ đấy để cho anh em người ta để. Rồi, tiếp tục hàng mini. Cây này là cây mai gò công anh ơi. Cái phần bề đế này. Cái phần bề đế này là của nó là được đi của nó là đi 62. Nguyên cây bề đế này. Vâng, còn cái cổ đây. Còn cái cổ này là của nó là 27. Cái sẹo này nó còn có tí xíu đúng bằng ngón tay nữa là kín anh ạ, là xong. Đấy. Cây này là báo cáo anh em là cứ thế nào là nguyên thế, cái chậu này là chậu Trung Quốc này. Chuyển nguyên vào. Vâng. Rồi được chào giá. Vâng, cây này là có giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng, cây nu hoặc không? Nu hoặc không. Vâng. Đấy là nu sần đấy nhá. Rồi, xin mời ông khác. Và cây kế tiếp cũng là cây nu của công luôn. Cây số 19. Cũng là cây nu của công, nu để bàn này là cái này là đế của nó là được 62. Cái thân của cây này là đi 23. Chiều cao là nó có nó là 40. Chiều rộng là 50. Cây này cũng là cây nu công đây. Rồi em mày được chào giá. Vâng, cây này cũng có giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây số 19 2,5 triệu. Vâng, cho cây liệu đi. Rồi, em số 20. Vâng. Thì tấu luôn cho bố cái lấy luôn cho bố cái bông liệu hạnh để cho người ta biết luôn. Rồi, chọn một cặp nữa đi, một cặp nữa. Mà cây này là cây liệu đấy anh ơi. Cây liệu có trái không? Cây liệu hạnh người ta chưa bông nữa anh. Liệu hạnh chưa bông hả? Chưa bông, chưa hàng bông bonsai. Cây này hoành gốc của nó là cái phần gốc bệ đế của cả hai thân này của nó là được 27 này. Thế mà chiều cao của cái cây này á, chiều cao của cây này là nó cao được 40 này. Chiều tàn rộng của cây này nó là cao là... Rồi cho xem mặt bông đi. 52. Cho xem mặt bông các bạn ơi, cây lộ đây. Cái cây liệu là nó, cái bông của nó như thế này. Nhưng mà cây nhỏ bông bự vậy không? Bự anh ạ. Cũng bự vậy luôn phải không? Bự bự như này luôn. Cây em này bao luôn. Riêng cái cây liệu này là em bao cái hàng bông như thế luôn. Cây lộ hạnh là cái bông nó như thế. Giống như cái bông hồng ha. Cái bông hồng. Cái bông nó như thế này nè.
À, giống bông cúc thôi, bông cúc. Nhưng mà hôm nay là cái cây này này có cây có bông em giao đi mất rồi, còn cái cây này là còn lại này. Ừ, cái còn lại. À, chưa các bạn. Cây này em giao báo giá cho anh em là cây này em lấy 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Vâng. 2 triệu rưỡi. Cây okay, lựu hạnh. Vâng, là cây lựu hạnh này. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, đây có cây bông sứ, sứ zin. Vâng, cây sứ zin. Cây sứ zin này là chủ giờ hôm nay là nó kẹt tiền quá rồi anh ơi. Kẹt tiền rồi. Nhất rồi, đến nơi rồi. Kẹt tiền quá sứ luôn không? Vâng, thôi đánh đành phải bán củ sứ này đi anh ạ. Em đo cái thân này thôi đã này. Cái thân này là nó được có 23 anh ạ. Thế mà cái dàn củ nó đây. Nó thì không có được đẹp lắm nhưng mà nó già lắm rồi anh ạ. Nó cực kỳ là già luôn. Thế là cây cây này là em lấy có 1.8 triệu. Cây sứ giá 1.8 triệu. Vâng. Là 1.8 triệu. Cực kỳ già luôn đấy. Là cây này là số bao nhiêu? 21 rồi. Dạ. Yeah. Thôi cho củ sứ này thành 22 này. Ừ. Uh-huh. À, cho củ này đi này. Cái này mới ăn chiến. Rồi, em rồi cũng là cuối cùng ha. Vâng. Đấy. À, cuối cùng là cây sứ này. Vâng. Mang mã số 22. Vâng, cái này là cây số 22. Củ này là cái củ tiềm năng nè, nó có thể nó phát triển lớn nữa nè. Vâng đó, cái này nếu như mà về mà muốn xây lớn lên là nào dòng quay luôn này. Quay lại mình đổ sư dừa lên, sư dừa cho cháu lên, ủ lại. Vâng, đó. Nếu mà đo cái này thì tôi không biết đường nào mà đo. Tôi cứ quay cái này để cho anh em nhìn, cho nó rõ này, thêm một cái tàn, gọi là cái tàn rộng của nó thì nói chừng 85, 86 này. Thế một chiều cao thì nó chừng 81, 80, 81 này. Đấy, còn cả một cái hệ bệ cửa nó xoắn củ như thế này đó. À, thì đo áng chừng ở đây này. Đo cái một cái củ thôi. À, đo cái củ này này. À, đo cái củ này đi, đo cái đoạn này, củ này đi xem này, anh em xem này. Đó. Đó, đo cái đoạn này đi này. Cái đo này, củ này là được 30 này. Đó. Thế mà cái củ này là nó cũng phải tương xứng như thế đấy, là cũng phải 30 đấy. Nó già lắm rồi. Vắt chéo như thế này. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu đây? Vâng, cả cây này em lấy có 2 triệu thôi. 2 triệu. 2 triệu, cây sứ số 22. Tổng cây chậu này không có mất 500 rồi. Rồi, các bạn thân mến, em số 22 được chào giá là 2 triệu. Vâng. Cũng là kết thúc chương trình báo giá vào ngày 31 tháng 1 2021. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Năm Thu được và nhận được nhiều và cái những cái video mới nhất các bạn. Rồi, Quảng ơi, hãy nói chuyện, chúng ta phải nói là chia tay với cô bác dành chuyện được thôi ha. Em cũng cảm ơn anh Năm, thế rồi cũng cảm ơn tất cả anh em. Thế thì là em cũng là còn có mấy ngày nữa là bước sang năm mới. 10 ngày nữa. Vâng, thế cho nên là em cũng xin gửi tới anh em trên mọi miền. Ta sẽ ăn Tết thật to. Ăn Tết thật to không? Ăn Tết thật to. Ăn Tết thật to như vậy. Sức khỏe. Nhất ăn Tết thật to bây giờ chúng ta khỏi phải lo. Cứ Tết đến ăn thôi. Ăn Tết thật to. Ăn Tết thật to giờ khỏi phải lo. Bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Chúc các bạn ngày Chủ nhật vui vẻ bên người thân các bạn. Bye bye.